Hello, hello cô chú anh chị ơi. Đây thầy Hoàng Đen mới vừa mua cho cứu hộ ba cái áo nè. Đó. Ba cái áo rất là đẹp luôn. Đó, đó, đó. Thôi, thôi, thôi. Đây đây. Đó. À. À. Ok, đây đây, đây đây, đây đây. Thôi, thôi, thôi. À. Hoàng Đen mới mua cho cứu hộ ba cái áo nha mọi người. Đó. Ba cái áo rất là đẹp luôn. Mẹ mới mua cho cứu hộ á. Mẹ mới mua cho cứu hộ nè đó. Ồ, mẹ mới mua cho cứu hộ á. Mua ba cái áo luôn á. À, hello mọi người. Dạ hiện tại là mấy mẹ con em đang ở phường 15 quận 8 nha. Đường Đinh đường cái gì? Đường gì qua Đống Tiêu rồi. Đây. Đây, đây 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 thôi thôi đừng vô nó cắn chết. À, đang đi cứu hộ mấy em nè. Đây là hai cái chó nha mọi người, mà chủ nhà không có nuôi nữa. À, cứu hộ ơi, mai ơi đừng vô nó cắn á, ăn cắn nha. Ồ. Nó cắn cái chuồng buồn chết luôn á. Đây. Đó. Đây là ba cái áo má mi mới mua cho con á. Má mi mới mua cho cứu hộ á. Đây nè. À, cứu hộ qua đón hai anh chị nha. Tên Kiki hả chị? Này này này. À, cứu hộ nè đó. Cứu hộ đang đi cứu hộ nha. Trời ơi, này má mi cắt tóc đẹp quá trời. Quá trời cái body. Đó. Quá trời cái body đẹp rồi. À. Đây là đây là đây là đây là đây là đây là đây, má mi thay áo mới cho. À đây mấy anh chị, đây là hai bé chó chủ nhà không nuôi nữa cho nên liên hệ với Hoàng Đen rước về máy ấm nha. Đó, đây là ông xã của Hoàng Đen. Cứu hộ ơi, ra đây con, ra đây má thay áo mới cho nè. Vô thương coi tạm minh nương nhờ thôi. Nhịn gì? Nhịn lâu. Hello bạn đen. Hello đen thui. Cái này đen giống tôi. À thấy con đeo giống má hả con? Vậy đổi má là phải đen nhau. Vậy đổi má mà là phải đen má mới thương. Chứ trắng là má không thương nha. Hello con. Nè đen ơi đen à. Đen à đen ơi. Đen ơi đen à. Vô thương coi tạm minh hướng nhớ thôi. Đen ơi đen à. Ủa à đây nghe em nữa đây. Để con xong đi. Đâu rồi cái gì? Cái chị mà bá đạo ngày hôm qua nghe điện thoại đó. Cái số 77 đuôi là của ai? Chị cái số 77 đuôi là của ai? Ngày hôm qua ai hỏi em bắt chó về là bắt chó về làm gì? Có làm thịt không? Sao hỏi nuôi chi vậy? À, ngày hôm qua là Hoàng Đen nhận được cái cuộc gọi rất là dễ thương của chị chủ. Chị hỏi có xin chó không? Nói dạ có. Chị hỏi ôi xin về làm chi vậy? Hả? Xin về làm thịt hả? Xong rồi ủa mà nuôi làm chi vậy? Nuôi chi nhiều. Ê hey, bạn Đen ơi, bạn Đen à. Ủa giờ con trai tôi đâu ta? Chưa. Đâu? Được. À, dạ em nuôi hả, có mấy trăm con. Dạ nuôi rồi.
thì mình nuôi vậy đó chị, nuôi nuôi nào nó chết thì thôi, giống như nó cũng giống như mấy cái viện dưỡng lão bây giờ vậy đó, mấy người cơ nhở, mấy người già cũng có viện dưỡng lão vậy đó, thì chó cũng vậy thôi, chó nó cũng vẫn có chế độ vậy đó. Nó còn ha, trời ơi, chó là nó cũng có con sen nữa nè đó, con sen quốc danh nè, ai kêu ờ táp hay không đó. Hả, con sen quốc danh là em á, chỗ nào kêu cũng lại chở đó. Nè nói nghe nè, à, không có hổng ừ không hổng nha, vô thương coi tàm minh nương nhớ thôi, nhớ nha, không có hổng nha. Ừ, táp li lệ luôn rồi bắp. Đen á. Đó là lệ luôn hả đen. Trời ơi, coi cứu hộ sợ à. Trời ơi, ăn hiếp quá mà tự nhiên cái qua đây á, nó ăn hiếp con tôi dữ gì. Ăn hiếp dữ ha cứu hộ. Trời ơi, tôi đi cứu hộ mà nó ăn hiếp tôi nè. Ăn hiếp tôi leo xe tôi ngồi luôn. Ngày nay cứu hộ đi hớt tóc nha. Trời ơi. Không. Bắt bỏ ông lòng luôn đi. Đây, nha, em cầm quay mày đi. Đây em thay áo cho cô hộ. Thay áo cho cô hộ nha. Đây mày thay áo nè, thay áo đi. Áo này nó rộng quá trời, nó không có đẹp gì chân á. Sao ngồi đầu nó mày? Đen ơi đen. Rồi. Đây, hello mấy anh chị, bây giờ là vợ chồng của ông Đen sẽ đem hai bé về máy ấm ha. À, hiện giờ là ông Đen đang ở phường 15 quận 8. Chuẩn bị về Hóc Môn. Đây, ông Đen cảm ơn các anh chị nha. Cảm ơn các anh chị đã luôn theo dõi ủng hộ clip của ông Đen. Dạ, Quang Đen xin chúc mấy anh chị buổi tối thật là ngon giấc. Còn vợ chồng em giờ này chưa ngủ đâu. Đây, Quang Đen xin chào tất cả các anh chị. Chào chị ơi. Bye chị.